Sáng ngày 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu hộ, xử lý sự cố tràn đổ hóa chất tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 40 cơ quan, đơn vị cùng 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và hơn 50 phương tiện chuyên dụng. Ban chỉ đạo đánh giá đây là đợt diễn tập đầu tiên có tổ hợp hóa dầu, không chỉ đòi hỏi kỹ, chiến thuật đặc biệt mà còn cần sự hỗ trợ, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị lớn. Cuộc diễn tập được tiến hành dựa trên các kịch bản tình huống xấu nhất. Phương án diễn tập được tổ chức gồm hai phần, gồm diễn tập vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng, diễn tập thực binh. Tình huống giả định là lúc 9 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2023, trong quá trình nhập nguyên liệu vào bồn chứa hóa chất trong nhà máy hóa dầu Long Sơn, xảy ra sự cố vỡ đường ống gây rò rỉ chất lỏng dễ cháy. Gần đó, một số công nhân đang thi công, tia lửa điện bắn ra cùng chất lỏng rò rỉ gây cháy. Lúc này, khói khí độc tỏa ra xung quanh. Vì hoảng loạn, một số công nhân làm việc tại các khu vực gần đó bỏ chạy ngã bị thương, mắc kẹt lại. Đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn và có xu hướng lan sang khu vực bùng bẫy kế cận, gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lúc này tại khu vực xuất nhập axit xảy ra va chạm với một xe tải và một xe bồn chở hóa chất khiến hóa chất trong xe bồn đổ ra bên ngoài. Khi nhận thông tin sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã triển khai ngay các hoạt động cứu nạn cứu hộ chữa cháy ban đầu kịp thời, đồng thời báo khẩn cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và xã Long Sơn để phân công lực lượng chức năng tổ chức sơ tán những hộ dân sống gần nhà máy đến khu vực an toàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở các đơn vị khác tham gia tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và chữa cháy bảo vệ các công trình lân cận thấy tình hình phức tạp vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng đang ở hiện trường công an tỉnh đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều động thêm lực lượng phương tiện chi viện từ quân đội để tham gia xử lý ngoài ra huy động các cơ quan tổ chức có xe chữa cháy trên địa bàn đến hiện trường với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị cùng phương tiện chuyên dụng hiện đại, các lực lượng đã đưa các công nhân ra ngoài an toàn, dập tắt hoàn toàn đám cháy. dịp này, 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện và tổ chức diễn tập đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.